Lô Man Tri. À, lý do bây giờ nhà báo đang cho quý vị đi thắng cảnh của Los Angeles. À, lát nữa ra ngoài xa lộ là sẽ thấy xe kẹt xe kinh khủng luôn. Giờ chúng tôi đang ở El Monte. À, vâng, à, đây là một trong cái thành phố không được nổi tiếng với cái county của cái quận hạt Los Angeles, nhưng mà đã người Việt Nam mình ở đây rất lâu. Vâng, thì đương nhiên là đang buổi tối rồi, bây giờ là 5:33, tức là bên Việt Nam mình bây giờ là 8:30 sáng, đúng không? Yeah. Một chiếc xe cứu hỏa đang chờ. Và quý vị thấy rằng ở bên Mỹ này mà xe cứu hỏa mà hú còi lên đó là tất cả mọi xe đều ngừng lại hết, bất cứ chiều nào. Nếu mà không ngừng lại đó mà bị cảnh sát nó bắt được, nó cho giấy là rất là phạt rất nặng, khoảng chừng $500. El Monte là thành phố nghèo nhưng mà lại người Việt Nam ở trong thành phố này khá đông. Gần ngay đây có một cái nhà thờ Việt Nam, nhà thờ Cộng đoàn Mông Triệu. Thì cái nhà thờ này cũng rất nhiều tai tiếng. Một ông cha sở đây đã bị giáo dân thưa về nhiều tội lắm. Tội cờ bạc này, lấy tiền nhà thờ đi đánh bài đánh bạc, rồi tội sách nhiễu tình dục, tội xúi người ta bỏ vợ bỏ chồng. Thì ông cha đã đồng ý là xin được, đồng ý là thay vì đưa ra cái tòa giám mục xử tội thì ông xin được rút lui, tức là không có làm cha quản nhiệm nữa, thì giáo dân mới tha thứ. Chúng tôi xin biết nói tên, nhưng mà nói như vậy thì những người ở Cộng đoàn Mông Triệu này đều biết hết. Và không riêng Cộng đoàn Mông Triệu mà tất cả những các cộng đoàn người Việt ở quận Cam và quận Los Angeles đều biết cái vụ này hết. Vâng, thưa linh mục, không những ở trong giáo xứ Mỹ mà giáo xứ Việt Nam cũng vậy. Rất nhiều linh mục Việt Nam cũng đã dính nhiều thứ tội. Có ông thì dính vào các tội lường gạt, có ông dính vào tội lường tình, đủ hết thứ. Thì người đi tu cha thì cũng chỉ là con người thôi, chứ không thể là thần thánh được. Do đó thì cái chuyện mà đã là con người rồi đó thì nó cũng có những cái nó không thể tránh được. Ngay cả vấn đề những vị tu hành ở các tôn giáo khác nó cũng vậy thôi. À, bây giờ trở lại cái vấn đề chúng tôi. Chúng tôi ngày hôm nay, sáng nay chúng tôi mới thử được cái, bây giờ chúng tôi đi vào cái gọi là cái đường xa lộ số 10. Đây là một cái đường xa lộ rất cũ của Los Angeles, nhưng mà nó lại rất dài. Nó chạy từ bãi biển Santa Monica cho tới bên Palm Springs luôn, tới biên giới Mỹ và Mexico. Thì cái khúc ở Los Angeles này là cái khúc mà gọi là tệ hại nhất, tức là đường cũ, mặc dù bây giờ họ sửa ra họ làm cũng khá rộng, nhưng mà nó vẫn là những cái một trong những xa lộ cũ kỹ của quận Cam và quận Los Angeles. Vâng, thì bây giờ thì chúng tôi cái xa lộ này có một cái lên gọi là lên pu, tức là lên dành cho những xe mà chở từ 3 người trở lên. Đúng là trong đó thì có tới 2 làn đường. Trong đó thì những cái làn đường đơn là 1, 2, 3, 4 cái làn đường đơn. Bên này là 5 là cái đường mà để ra khỏi cái xa lộ. Mình Mỹ nó gọi là exit, tức là exit tức là rời khỏi cái đường cao tốc. Nhưng Việt Nam mình thì gọi là đi vào thành phố. Đấy, nó lại ngược lại. Exit là thấy đi ra thì lại gọi là đi vào.
Đấy, khi mà đi vào cái xa lộ đó thì Mỹ nó gọi là enter của xa lộ, thì mình ở, nó ở trong thành phố thì mình gọi là đi ra xa lộ. Đấy. Vâng, giờ đây là giờ cao điểm, dạ vâng, 5 giờ 40 phút là giờ cao điểm của tất cả mọi nơi, và chúng tôi trên đường đang đường về, và lát nữa chúng tôi sẽ thử một cái hệ thống về, chúng tôi sẽ có live stream cái hệ thống mới cái bằng YouTube, tức là lên thẳng YouTube, và trong lúc lên YouTube thì cũng lên được cả Facebook nữa, thì quý vị ở trong Facebook cũng coi được luôn. Thì một là một lúc thì có thể có những người mà các bạn bạn nào mà có đăng ký với lại cái kênh youtube.com/thắc mắc 52 thắc mắc 52, thắc mắc này đừng không có dấu nhé, thì tất cả những cái tên miền là không bao giờ có dấu hết á, nhưng mà thắc mắc 52 youtube.com/thắc mắc 52 thì youtube.com có gạch chéo một cái xong rồi cái thắc mắc 52 thì quý vị sẽ tự động, cũng như là trên Facebook quý vị sẽ tự động nhận được thông báo của KBC Hải Ngoại mỗi lần có live stream. Ngày hôm nay có cái bản tin nó cũng rất là vui. Là cái bữa nọ Bắc Cường có nói trong hội thoại, nhưng mà chúng tôi không để ý. Thì bây giờ chúng tôi mới có thời giờ thì theo dõi thì được biết cái câu chuyện nó như thế này. Câu chuyện Bắc Cường tính nói hôm trong hội luận có lẽ nhiều người cũng đang thắc mắc tại sao không nói tiếp. Đó là chuyện cái chương trình gọi là Gloria number 3, tức là số 3 đó, Gloria số 3. Thì cái chương trình này đấy là cái chương trình văn nghệ mùa Giáng sinh. Thì tuần vừa rồi đó là do Trung tâm Thúy Nga đứng ra làm cho nhà thờ Saint Columban. Hiện tại bây giờ nhà thờ Saint Columban đó là Đức ông Phạm Quốc Tuấn đang làm cha chủ nhiệm cộng đoàn đó. Thì Đức ông Phạm Đức Tuấn này đó thì nó là cũng có những cái quan hệ mật thiết với lại nhà báo như thế này. Cái ở bên công giáo nó có nhiều cái buồn cười lắm đấy, cái lúc mà nhà báo với lại ca sĩ Lệ Hằng làm đám cưới thì ông cha của cộng đoàn Orange, thì cha đó tự nhiên quên mất tên nè, ông cha nó rất là già, ông mất rồi, thì cha rất là khó tính, cha đó là không cho liền làm đám cưới, ám chỉ nhà báo là người ngoại đạo đấy. Thì nhà báo nói rằng đó là cha có quyền nói tôi là người không phải công giáo chứ không thể nói là ngoại đạo, thế nội đạo là cái gì? Cha chắc linh mục Nguyễn Đình Trác này kìa. Thì ông bảo ông không làm đám cưới, không làm đám cưới thì đi qua nhà thờ khác, thì đi qua nhà thờ thánh linh, tức là nhà thờ Fountain Valley. Thì lúc đó cha Phạm Quốc Tuấn đang làm chủ nhiệm của nhà thờ Thánh Linh. Thì cha Tuấn nhận lời liền, tại vì cha đó rất là trẻ và cởi mở. Thì cha Tuấn mới bảo rằng thì theo luật công giáo đó, muốn lấy vợ công giáo thì mình phải làm theo cái thủ tục của công giáo. Tuy nhiên hôm đó thì nhà báo nổi hứng lên, thấy cha nói chuyện rất là dễ thương, cái xin vào đạo luôn đấy, chứ không phải là xin vào đạo rồi mới được làm đám cưới, tại vì cha chắc cũng nói là dù có xin vào đạo ông cũng không cho làm đám cưới đấy. Tại vì ông ra cái điều là cha già khó tính.
Thì xong rồi cái trở lại cái chuyện ấy, thì cha Tuấn làm, thì trong cha Tuấn làm ấy, cha Tuấn có kể lại cho nhà báo nghe là rất nhiều thư và điện thoại gọi vào trong nhà thờ Thánh Linh nói với cha rằng không được làm đám cưới cho ông Nguyễn Phương Hùng. À, thì xong rồi cái hỏi sao vậy? Ông này ông viết báo, lúc đó nhà báo chưa có đi Việt Nam nhỉ, chưa có làm gì với nhà nước Việt Nam hết. À, ông này ông viết báo với một biệt hiệu Tú Ngang. Ông ấy chửi cha, chửi sư, chửi cộng đồng nhiều lắm. Thì cha Tuấn nói rằng cái chuyện đó chuyện ở ngoài đời, còn đấy cái chuyện là ở người ta, cái là Chúa đã sinh ra loài người để mà được có vợ có chồng để gây dựng cuộc sống, mà tại sao lại không cho người ta? Mà hơn nữa Công giáo luôn luôn nghĩa là khuyến khích người ta vào đạo mình, tại sao lại không cho? Thì điều đó nói lên cái ở trong người Việt Nam mình á, có rất người có cái tính rất là xấu xa, bẩn thỉu, hèn hạ. Lúc mà thương nhau đó, chơi với nhau đó, thì chuyện gì cũng chín bỏ làm mười. Nhưng mà khi mà có chuyện bất hòa với nhau đó, sẵn sàng bôi xấu, nói xấu, thách thức nhau. Nếu mày không làm thì mày là thằng hèn này kia, vui lắm. Thì cái và đám cưới xong, thì bây giờ trở lại cái chuyện mà bác Cường mới nói bữa hôm nọ, là chương trình nó gọi là chương trình Gloria number 3, tức là số 3. Đó là chương trình vọng mùa, mùa đại nhạc hội vọng mùa Giáng sinh. Theo bên Công giáo nó hỏi là vọng Giáng sinh, tức là sắp sửa tới Giáng sinh, thì có một chương trình hướng về cái ngày lễ Giáng sinh, tức là cuối tháng này. Đã có cuộc biểu tình, theo tờ báo Người Việt là khoảng chừng 320 người. Thì không biết là báo Người Việt đếm hay thật, đếm rõ ràng chính xác luôn, 320 người. Thế là thông thường nó báo Người Việt ít khi đếm lắm. Như ông Nguyên Huy thì ông hay đếm một thành gấp ba, tại vì ông Nguyên Huy đó sử dụng cuộc biểu tình có 100 người thì ông nói là 300 người, thí dụ cho nó đông. Hỏi ông tại sao, ông nói với ông bảo chứ mình nói ít người quá nó ở bên kia, bên Việt Cộng nó đọc nó cười mình. ông Việt Nghĩa Huy tránh 6.000 người, mà thật sự rằng có khoảng chừng 2.000 người, thì kia thì ông nói là 6.000 người. Nhà báo mới bảo là chắc ông Nguyên Huy đếm cái đầu và hai cái chân nữa, thành ra là thì gấp 3 lần, mà cái đầu là 1, hai cái chân là 3. Thì báo Người Việt nói rằng 320 người để phản đối, nói rằng là nhà thờ Saint Columban dùng cái Thúy Nga Paris của Việt Cộng Nguyễn Ngọc Ngạn, và Thúy Nga Paris cũng là Việt Cộng Tô Văn Lai. Nhưng mà thật sự ông Tô Văn Lai bây giờ ông đâu có làm nữa, ông về hưu lâu rồi. Con gái của ông là Tô Ngọc Thủy, thì bây giờ làm là hai vợ chồng Tô Ngọc Thủy bây giờ đang là điều hành cái cơ sở Thúy Nga Paris. Cái vấn đề họ đánh ra, họ bảo là thương mại là lý do tại sao. Một cái vé bán từ 150 đến 5.000 đô la. Thì thưa, cái vấn đề đó là cái vấn đề mà gọi là người ta nói là làm thương mại, dùng nhà thờ làm thương mại. Thật sự rằng cái 5.000 đô la đó là những cái vé mà 150 là cái vé bình thường, còn những ai muốn ủng hộ bao nhiêu thì tùy theo, thì cái đó là cái lòng của người ta. Thì nhưng mà những người mà nghe là cái lời ghen ăn tức ở đó, tại vì năm nào nhà thờ Saint Columban cũng làm cái chủ đó, thì nó lên cái giá tiền là 375.000, thu được khoảng 375.000 đô la trong một tối thứ sáu. Thì cha Tuấn thì giải thích, cha Phạm Quốc Tuấn thì giải thích rằng là nhà thờ cần tiền để sửa chữa, thành ra đó đây là cái tiền mà giáo dân là donate, tức là hỗ trợ.
thì cái lòng tốt của những người người nào có tiền thì bỏ ra đấy, cái chuyện bình thường. Đối với nhà báo thì cái đó chuyện bình thường đấy. Của ít lòng người nhà lòng nhiều, 150 người ta bán 150 nhưng mà mình muốn ủng hộ 5.000 tùy theo, tại vì mình có tiền dư mình không biết làm gì đấy. Thì mình đốt đi thì cũng không sao đấy. Nhưng mà nói rằng để lấy tiền để mà sửa nhà thờ, sau năm nào cứ lấy mùa vọng Giáng sinh là phải sửa nhà thờ đấy, đó là cái chuyện, là cái vấn đề khác đấy. Thành ra đó thì nhân tiện thì ngày hôm nay đấy, ông Ngô Kỷ bắt đầu có một bài báo đánh cho Phạm Quốc Tuấn. Mặc dù Ngô Kỷ là người là có đạo, thì cái vấn đề mà chúng ta thấy là có mới ngày hôm qua ở trên Facebook đó, thì có bạn hỏi hồi này ông Ngô Kỷ chắc là thất nghiệp hết được Phú Bôn Ra TV sử dụng hay sao. Thì nhà báo nghĩ rằng bảo ông Phú Bôn Ra TV ông đi Việt Nam ông mới về cùng với nhà báo hôm 29 30 thì ông về chứ, thì ông Ngô Kỷ thất nghiệp là phải. Thế nhưng mà một tháng nay thì Ngô Kỷ đâu thất nghiệp, Ngô Kỷ lại lên trên đài với lại Chris Fan. Thì Chris Fan nói thật sự rằng chẳng ai biết Chris Fan của Vietstar đa số. Anh ta làm tờ báo gọi là Vietstar và chống cộng kịch liệt luôn. Đấy. Thì tờ báo Vietstar đã từng có một cái đài phát thanh và cũng có từng có những sự va chạm với lại ông Lê Công Tâm và ông Andrew Đỗ. Chris Fan là một người trẻ có cái cách viết rất là hay. Đấy. Nhưng mà đó rất tiếc rằng anh ta chống cộng cực đoan quá. Trong khi tất cả mọi người đã đi về, đã quay tất cả, anh phải nhìn thấy rõ ràng là trên các đài truyền hình, đài phát thanh bây giờ người ta quảng cáo Việt Nam quá trời. Các đài truyền hình bây giờ lấy những cái thương vụ ở Việt Nam, bây giờ chính Việt Nam nuôi các đài truyền hình tại quận Cam này, tại Los Angeles và tại cộng đồng người Việt luôn. Washington DC này kia đủ hết, và cả cái thành phố Westminster của ông Tạ Đức Chí luôn. Trung Nguyên cà phê chửi không cho người ta treo lá cờ đỏ sao vàng, trong khi đó thì cái billboard một tháng 3.000 đồng thì để trình hình ngay bên cạnh hội đồng thành phố luôn, văn phòng của ủy ban nhân dân đó. Hội đồng thành phố tức là ủy ban nhân dân của bên Việt Nam đó. Để ngay ở trên đó. Chửi thì chửi nhưng mà tiền thì không chê. Thì ông Ngô Kỷ mới bắt đầu đánh cha Phạm Quốc Tuấn. Cái kiểu mà Ngô Kỷ đánh ấy, thì thưa quý khán giả ở đây cộng đồng này đã biết rồi, đánh để móc ra tiền. Ông tưởng là hồi xưa ông làm áp lực với ông Trần Dũ, chủ chợ Little Sài Gòn Supermarket ấy. Thì ông làm với ai cũng được hết, mang chiếc xe tải bít bùng sơn cái màu cờ Việt Nam đậu ở trước cửa chợ Little Sài Gòn Supermarket cách đây khoảng chừng cả 20 năm, biểu tình chống ông Trần Dũ. Trần Dũ là người Sóc Trăng. Thì cho tới khi mà ông Trần Dũ bây giờ hỏi ông trung tá Phạm Đình Cung, tức là ông cung củ đậu đó, nhảy dù đó, ông cung củ đậu biết chuyện đó. Bởi vì ông cung củ đậu lúc đó làm vệ sĩ cho ông Trần Dũ. Ông Trần Dũ lúc đó đó ông là người của Liên đoàn 6 Biệt động quân. Ông tiểu đoàn trưởng Trương Khánh của tiểu đoàn của Liên đoàn 6 Biệt động quân đó, là do ông Trần Dũ bảo kê. Trần Dũ là một thương gia ở Sóc Trăng ngày xưa, giàu lắm. Thì lúc đó là nhà báo đang làm hội trưởng hội biệt động quân. Ông Trần Dũ yểm trợ mạnh lắm.
Thì nhà báo có nói xin ông là mướn một số anh em cả mà nhà báo đó đã bảo trợ. Tôi đã bảo trợ khoảng chừng 42 gia đình HO. Một số gia đình HO mấy năm đầu á, vẫn Tết cũng vẫn tới gọi tinh thần Việt Nam mà. Biếu xén một gói trà, một gói hộp mứt này kia gọi là nhớ ơn. Hoàn toàn không có một tiền bạc gì hết, không bao giờ có một đồng bạc nào. Còn đa số đó thì qua đây phủi tay. Mà không những phủi tay còn quay lại chửi nữa, chẳng hạn như là Hồ Ngọc Phố, khóa 23 trường Võ Bị Quốc gia Đà Lạt. Hồ Ngọc Phố đó đã bị ông Lê Minh Ngọc, Trung tá Lê Minh Ngọc, khóa 16 trường Võ Bị Quốc gia Đà Lạt, lúc đó làm tổng hội trưởng tổng hội trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam, đứng ra bảo lãnh, bị từ chối. Chủ tịch của hội trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam can thiệp, thì ông viết một cái lá thư. Ông bảo rằng ông đại tá này đã có một thời gian rất là khổ sở, đã đi ở tù gia đình trong cái thời gian đó, thời kỳ bao cấp, đã sống trong cái vì là của chế độ cũ, thành ra gặp những khó khăn. Bây giờ đó thì phải cho bà đi đoàn tụ. Mà Mỹ thì nó không xét kỹ hồ sơ thì nó đâu biết là ông Trường đã đưa bà đi rồi. Nhưng mà trên thực tế thì bà chứng minh bà là có hôn thú và tên là đại tá Nguyễn Khắc Trường. Thế là bà được đi. Qua đây vẫn nhớ ơn nhà báo. Sau này thì bà đã mất rồi. Long sau này nó rất là khá, mở được cái gara, sửa xe hơi, mua được nhà ở nữa. Chí thú làm ăn, chẳng có sinh hoạt, chẳng có theo hội nào hết. Lúc nào em cũng nhớ anh ở kia, anh dù em không đi sinh hoạt mới lại biệt động quân, nhưng mà nhớ anh như cái này. Tại vì thật sự rằng mấy ông biệt động quân ấy, chứ ông nói là ông thương bạn bè, thương chiến hữu lắm ấy, nhưng mà có ông nào giúp ông nào đâu. Toàn là nói miệng không. Có tiền thì ok. Đi tới đóng tiền, liên liễm đóng tiền ấy kia thì ok. Ây...